chấn động, tiết lộ sự thật bất ngờ chính xác 100% về vận trình tử vi tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được lộc bể trên, vận số đắc tài phú quý, gặp thời đổi đời cực mạnh, giàu hơn tỷ phú. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Kính chúc quý khán giả sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, đường đời hưng vượng. Quý khán giả thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường chảy đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bức tường đời. Chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn để trưởng thành và khôn lớn. Có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi chôn mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Nhiều lúc thân nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng. Thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công. Bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn. Bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ. Tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 thân mến, trong số 12 con giáp, giới tử vi nhận định có con giáp tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024. Chỉ cần nắm được cơ hội này thì tiền tài, của cải sẽ liên tục ập đến. Dù có nghèo khổ, nợ nần mấy cũng sẽ trả sạch, đổi đời giàu có, cuộc sống sung túc, gia đạo ấm êm, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể của tuổi Kỷ Dậu 1969 trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024 sẽ ra sao? Cơ may và vận hạn mệnh chủ sẽ gặp phải là gì? Và làm thế nào để gặp hung hóa cát, mang may mắn, tài lộc vào nhà? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây. Bước sang năm 2024, đối với tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 sẽ khá biến động bởi cục diện hại thái tuế, nghĩa là bạn sẽ gặp phải những tổn hại, công việc cũng sẽ gặp phải chướng ngại. Nói thẳng ra, bạn sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần năm cũ để bảo vệ những điều tốt đẹp. Điều này cũng dẫn đến nhiều tình huống khiến bạn làm việc chăm chỉ, nhưng lại tựa như giá tràng. Những ảnh hưởng nhất định của thái tuế khiến những ấp ủ của bạn rơi vào vòng luẩn quẩn, khó khăn vận hạn đến, chúng ta chẳng thể tránh, chỉ có trực tiếp đối diện bằng sự chuẩn bị thật chu đáo. Đặc biệt, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024 này, Kỷ Dậu hãy tận dụng cát khí từ thái mở của mình để có sự nghiệp tốt và may mắn về tài chính, lại thêm quý nhân hỗ trợ, nên nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, làm được mọi việc cả hai chiều và có kết quả tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mệnh chủ nên thận trọng hơn trong việc chi tiêu tiền bạc và lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh những tổn thất không đáng có do tiêu dùng bốc đồng hoặc đầu tư bừa bãi. Chú ý đến khía cạnh này sẽ giúp hiệu quả công việc của bạn trở nên nổi bật hơn. Và để tìm hiểu chi tiết, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, báo hiệu chi kê, mạng đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con gà, tướng tinh con thỏ, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Kỷ Dậu nổi bật là sự trung thành, họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Kỷ Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào. Thế nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi, cộng thêm sự nhạy bén, điều này đã khiến quý mệnh khá tỉnh táo đó. Kỷ Dậu thường có xu hướng cầu toàn,
tỉ mỉ và chi tiết, họ thường trở thành những nhà quản lý giỏi. Có thể nói vị trí của người cầm tinh con gà trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì vậy họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình. Kỷ Dậu thích sự phô trương, thích những nơi lộng lẫy và sang trọng và đặc biệt thích tiệc tùng và lễ hội để có thể khoe những bộ cánh thời thượng của mình. Bản thân thường rất hãnh diện về gia đình và là người quản lý gia đình cũng rất hiệu quả. Họ ưa thích sự ngăn nắp và gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Người cầm tinh con gà thường ưa chuộng truyền thống và thường thích trang trí nhà bằng các đồ gỗ nội thất đặc trưng. Bề ngoài là người cất tiếng tự cho mình là tài giỏi, thế nhưng trong lòng lại rất bảo thủ cố chấp. Họ ưa tranh luận mà bất chấp về cảm giác của người khác thế nào, luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Bản thân thích được khen ngợi và khi bị ai đó phê bình thì sẽ tìm mọi cách phản bác lại và sẽ không chịu thừa nhận sai lầm đó. Nhưng thế nào thì mọi người vẫn cũng sẽ yêu mến vì tính cách chịu khó và cần cù. Trong lĩnh vực kinh tế, tuổi Kỷ Dậu là các nhà quản lý có tài và họ biết cách làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn, là người rất tinh nhanh, năng nổ và khả năng tổ chức cao. Họ nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn và biết cách giải quyết khó khăn. Đó là những phẩm chất tốt để họ bù đắp những điểm khuyết của bản thân. Kỷ Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ, kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân, muốn thể hiện mình. Mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ vì thường có vẻ ngoài được tôn kính đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất, tính cách của mình. Họ là những diễn viên tuyệt vời, thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh, thu hút mọi người. Tính cách của họ luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ hành động đều được mọi người chú ý. Họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công, là người có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách. Họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì rất dễ gặp thất bại. Nếu muốn hiểu rõ hơn về tuổi Kỷ Dậu, thì nhất định phải chịu đựng tính ưa thích tranh luận của họ. Tranh luận với người khác là thiên tính, không thể lay chuyển được. Chính vì thế, về điểm này có khó tiếp nhận đến đâu, thì vẫn phải khống chế bản thân không được nổi cáu. Nếu không chẳng may chạm phải ngòi nổ, mà lúc nào cũng sẵn sàng của họ thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Khi Kỷ Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, thì sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình và tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân. Thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm, thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm. Như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ, nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân. Hầu hết tuổi Kỷ Dậu đều quản lý tài chính trong gia đình. Họ tính toán tỉ mỉ, biết cân bằng thu chi. Họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa, tính toán rất cẩn thận mỗi việc phải làm và rất quý trọng thời gian của mình. Con kế của tuổi Kỷ Dậu cũng có thể nhận chức vụ nhân viên bảo quản tài sản, để bố mẹ gửi cho chúng từng đồng tiền nhỏ, với mục đích để bọn trẻ tăng thêm vốn cho ngân hàng. Tuổi Kỷ Dậu là người giỏi giữ mình và thích giải quyết xử lý các vấn đề hay công việc. Thế nhưng cũng đừng hy vọng họ làm những việc mang tính cải cách. Họ có thể sắp xếp mọi việc để làm tốt hơn, nhưng lại thiếu tính sáng tạo. Họ rất khó nhận nhân vật mang tính cải cách. Nếu như biết những kiến nghị mà họ đề xuất được ủng hộ, thì họ sẽ đưa ra những suy nghĩ mới, sáng tạo trong công việc và sẽ đạt được thành tích. Tuy nhiên, đôi lúc cũng tiêu tiền vung tay quá chán, nhưng số tiền này chi tiêu cho bản thân. Họ rất nghiêm khắc trong việc chọn lựa ăn mặc và rất thích thú sự thu hút chú ý của mọi người. Có lúc họ còn trang trí nhà và phòng làm việc rất đẹp. Bản thân cũng thích trang điểm và đặc biệt xem trọng chất tước và bằng khen. Bản thân bao giờ cũng cố gắng để có được ít nhất một cơ hội đoạt được huy chương hoặc chức vị trong công việc. Tiền của họ ngoài việc tiêu cho gia đình nhỏ thì còn dùng để theo đuổi tình yêu hoặc giành được tình cảm tốt cho đồng nghiệp. Chỉ có một thứ mà có thể nhận được từ họ miễn phí, đó chính là kiến nghị. Phụ nữ tuổi Kỷ Dậu luôn là người thực tế, cần cù, chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người. Họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền, là người năng động, vì thế có sức khỏe tốt. Xem luận giải tử vi năm 2024 thấy rõ, khác với hồi đầu năm, có thể nói rằng 3 tháng giữa năm 2024 này là khoảng thời gian đầy rẫy những khó khăn chứ không còn bình yên như trước. Đòi hỏi quý mệnh phải không ngừng khích lệ bản thân, cố gắng vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Về công việc,
cục diện xung thái tuế năm 2024 gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của quý mệnh, khiến các mối quan hệ bị ảnh hưởng, làm công việc gì cũng không được như ý muốn. Chính vì thế, quý mệnh cần hết sức kiềm chế bản tính nóng này, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa lúc nào không biết. Khi được giao cho phụ trách công việc nào thì cần phải làm hết mình. Nếu giữ tinh thần làm việc đối phó thì sẽ dễ mắc lỗi sai, gây ảnh hưởng đến bản thân và cả tập thể. Chuyện làm ăn cũng gặp nhiều cản trở. Khi liên tiếp phải đối đầu với những đối thủ mạnh, các kế hoạch đầu tư, kinh doanh gặp phải khá nhiều khó khăn, thậm chí có người đánh mất định hướng của mình. Hơn nữa, còn có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tài tốn của do ảnh hưởng của đại hao. Vì thế 3 tháng giữa năm 2024 này, quý mệnh cần thắt chặt chi tiêu và cẩn trọng trong đầu tư. Về tình cảm, phương diện này cũng không có nhiều khởi sắc, khi với nửa kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau, dường như cả hai đã quá mệt mỏi nên không còn muốn nhượng bộ nửa kia nữa. Càng so đo tính toán, quan hệ của hai người càng trở nên gay gắt hơn. Nếu đôi bên không chịu sửa đổi bản thân, chuyện rạn nứt đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Về sức khỏe, áp lực về tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược. Vì thế trong năm chú trọng giải quyết vấn đề này, ắt thể trạng được bình ổn. Và sau đây sẽ là chi tiết các phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024 như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Công việc làm ăn phát triển ổn định, đầu đó có sự đổi mới tích cực hơn, nhưng không nhiều, vẫn còn thiếu một vài yếu tố để tạo ra sự bùng nổ. Hãy coi đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt mà tỏa sáng. Người làm công ăn lương thì công việc ổn định, có quý nhân long đức tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu thăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng giữa năm này. Thương quan xuất hiện, thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán thêm phần thuận lợi. Quý mệnh lúc này có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang, nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn quả đáng để kỳ vọng. Tuy vậy, vận trình vẫn có những khúc quanh co, có tiểu nhân âm thầm phá sau lưng, nhắc nhở Kỷ Dậu vì thế hành sự thận trọng, nên cảnh giác cả với người thân quen. Về mặt tài lộc, cục diện bình hòa xuyên suốt, vận khí vẫn ổn định, giúp cho Kỷ Dậu cân bằng chi tiêu tài chính, có thể tích lũy một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới. Còn người làm công ăn lương, thu nhập ổn hơn, nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập năm 2024 vẫn rất lý tưởng, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy nhiên sự ổn định khó mà kéo dài, khi hung tinh kiếp tài và tiểu hao quế phá, hai tinh tú này đều chủ về hao tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, mà dễ tiêu hao cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình. Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để Kỷ Dậu tiến hành đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất cao, khó thu hồi vốn, chứ không hề dễ dàng như những kẻ đưa ra lời dụ dỗ. Lúc này bạn nên tập trung cho các danh mục đầu tư chung và dài hạn, đi chậm nhưng chắc, kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng. Về mặt tình cảm, gia đạo, tình duyên hay gia đạo Kỷ Dậu 3 tháng giữa năm 2024 này khá tốt, ít sóng to gió lớn, nam nữ độc thân tuy không quá vượn đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm được người ưng ý đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh những lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để sắp màu tâm sự. Nhưng cơ hội này hung tinh phá toái gieo sắc điều phiền muộn, nếu không thực sự tỉnh táo, quý mệnh rất dễ rơi vào cảm lấy tình ái để đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Lúc này bạn hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn sẽ qua. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc tiến chuyện hôn nhân, kiếp tài mang theo điềm báo về sự cạnh tranh. Nếu bạn không chủ động nắm giữ hạnh phúc e rằng sẽ tuột khỏi tầm tay, bất luận là nam hay nữ cũng nên cảnh giác về điều này nhé. Về mặt sức khỏe, so với năm ngoái, sức khỏe Kỷ Dậu tốt hơn đôi phần. Tuy nhiên, vẫn còn đề phòng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác gây suy nhược cơ thể hoặc các bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi trong gia đình thì cần theo dõi huyết áp và lượng đường huyết, đề phòng nguy cơ bị đột quỵ.
người trẻ tuổi trong gia đình thì chú ý đi lại cẩn thận. Năm nay quý mệnh có thể đón tin vui về chuyện thêm con thêm cháu trong nhà, nhất là những cặp đôi đang mong chuyện con cháu. Và sau đây là vận trình tử vi từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 5, tháng 6 và 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tháng 5 âm lịch. Căn cứ vào tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch, tháng mới mang tới vận may như ý. Một số những thắc mắc của bạn được giải đáp, giúp bạn đi đúng đường hơn trong việc định hướng sự nghiệp, việc kinh doanh của nhiều Kỷ Dậu thuận lợi, khi mà bạn không chỉ thu hút được khách hàng mới, mà còn có rất nhiều khách hàng cũ quay trở lại mua hàng, tạo độ uy tín cho bạn trong mắt của mọi người. Ngũ hành xung khắc xuất hiện, chỉ ra những mâu thuẫn khó tránh khỏi nơi công sở. Thế nhưng chính nhờ thái độ dứt khoát, rõ ràng của quý mệnh và vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống khó khăn, bạn khá thận trọng trong lời nói, chấp nhận chịu thiệt để giảm thiểu rắc rối có thể xảy ra trong tháng này. Đôi khi người ta không có tình gây khó dễ, chỉ là đang tìm hiểu những hiểu lầm xảy ra giữa hai người mà thôi. Chính vì thế thì hãy từ tốn giải thích thay vì to tiếng mà tranh cãi. Thiên tài ghé thăm trong tháng này, đây sẽ là tín hiệu đáng mừng cho con giáp Kỷ Dậu ở khía cạnh tiền bạc. Có thể nói bạn tìm được niềm vui ngay cả trong sự bận rộn hiện tại. Nhiều người nhảy việc trong thời gian này và tìm được nơi có thu nhập cao hơn. Nhờ thế mà bạn được cải thiện cuộc sống, cảm thấy ổn định hơn trước rất nhiều. Quan trọng là tài chính được cải thiện, các khoản thu đang đổ về, nên bạn cảm nhận được rõ việc công sức đang được bù đắp. Bạn muốn nói lời cảm ơn tới những ai đã giúp bạn suốt thời gian vừa qua. Mặt trái của việc có nhiều tiền ở trong tay, đó là Kỷ Dậu có xu hướng mua sắm theo tính toán. Bạn muốn thỏa mãn các sở thích của mình ngay lập tức và không thích phải tính toán cân đối so sánh như trước đây. Bạn phải sớm nhận ra vấn đề này để tránh chi tiêu hoang phí nhé. Chính ấn xuất hiện càng giúp cho con giáp Kỷ Dậu để họ trân trọng hơn hạnh phúc đang có. Dù là những việc nhỏ mà người ấy làm cho bạn, vì tình yêu chứ không phải vì mục đích phụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình, thì này cũng đã có dấu hiệu tích cực khi người ấy bao dung, sẵn sàng cho bạn đón quay trở về. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Người độc thân thời gian này có kẻ đưa người đón khiến cho ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch còn cho thấy lục bạch ngụ tại trung cung. Chính vì thế quý mệnh phải đi xa trong thời gian này thì cần hết sức chú tâm, đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Bạn hãy nhớ việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh và điều ưu tiên hàng đầu. Thời gian này trong các chuyến đi xa, bạn hãy hạn chế việc cầm lái vì khả năng tập trung không cao. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh xuất hiện dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của quý mệnh. Thay vì cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình nhé, uống thuốc đúng bữa, thể dục thường xuyên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Mão và Tuất, tiểu nhân là Dậu và Thìn. Màu sắc may mắn là hồng và đỏ. Con số phát lộc là 86 và 92. Tiếp theo là luận giải tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Theo dõi tử vi tháng 6 tuổi Kỷ Dậu âm lịch, về phương diện sự nghiệp, Kỷ Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu ở tháng vượng vận khí như thế này. Có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ quý mệnh, chính vì thế bạn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sự hứng khởi giúp cho bạn trở nên vô cùng nổi bật bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được nhiều thành công. Ở thời điểm hiện tại bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa đâu, thêm cả tả phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, quý mệnh lại có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống. Để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, bạn càng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu quý mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa là tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở hung họa tiềm ẩn rất nhiều. Bạn chớ nên chủ quan, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào,
Ngoài ra thì bạn nên chú ý thái độ và cách hành xử, mà chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Ở phương diện tài lộc, tháng tới mang đến cho Kỷ Dậu nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Kỷ Dậu lúc này với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tin hỗ trợ, cho nên nhìn nhận mọi vấn đề đều rất thực tế và thông suốt nhé. Tài vận khá sáng, khi bạn được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên, quý mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy cũng tăng lên khá nhanh, thêm cả thiên tài báo hiệu. Quý mệnh cũng có thể gặp mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này để tổng lực triển khai dự án mới, hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp quý mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận, trong khi các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này, để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung bạn cần chăm chỉ, cần cù, thì chắc chắn vì làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả một cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Trong tháng này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh xuất hiện, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của Kỷ Dậu được thuận buồm xuôi gió, vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy mối quan hệ được củng cố và ngày càng bền chặt, hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ. Bạn đang cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Tử vi tháng 6 âm cho thấy, thể trạng của Kỷ Dậu trong tháng khá tốt, khá ổn định, không gặp vấn đề lớn hay trục trặc nào quá lớn cả. Dù vậy bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa đông lạnh lẽo, để tránh các triệu chứng khó chịu uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Bạn cũng hãy lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu thiên cầu, có thể mang tới họa va quệt bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở Kỷ Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa, tới những nơi cao hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Mão và Tuất, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là hồng và đỏ. Con số phát lộc là 83 và 73. Và cuối cùng là luận tử vi tháng 7 âm lịch 2024. Tháng này những chú gà sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bức phá ngoạn mục của mình trong tháng 7 của năm Giáp Thìn này. Dưới sự che chở của thiên đức Cát Tinh, chính vì thế sự nghiệp rực sáng cùng những cơ hội phát triển đáng kể. Quý mệnh lúc này còn có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh, sự nghiệp. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp Kỷ Dậu biết rằng, nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh lúc này hãy tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước đó. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác cũng đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, cho nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho mình những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp bạn được về mặt vật chất hay là nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc cát khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi, cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sáng tạo trong công việc của mình. Việc mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng của mình là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ,
thì Kỷ Dậu cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, Kỷ Dậu vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chưa nên tỏ ra hùng hoàng, khoe khoan coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ rõ thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước rắc rối cho bản thân mình. Tử vi của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của Kỷ Dậu vượng lên khá rõ, cục diện chính ấn mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc, cả nghề tay trái lẫn nghề tay phải đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhịn hơn, công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho quý mệnh có nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoảng lương cứng với biểu hiện xuất sắc của mình, Kỷ Dậu còn có thể nhận các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm, đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng cận Tết, giữa năm cũng là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của Kỷ Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc nhờ nhu cầu mua sắm dịp giữa năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội giữa năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến cho quý mệnh choáng ngợp. Nhưng cũng chính vì thế mà quý mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tiền bạc dư giả, cho nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết ho hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm vừa qua. Dù vậy, quý mệnh cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh ra đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. May mắn tiếp tục đồng hành với Kỷ Dậu ở phương diện tình duyên, tháng này chuyện tình cảm của bạn sẽ có nhiều niềm vui, nhờ bán hợp đồng hành, gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vui vẻ. Nhà cửa những ngày cận Tết này chuyện nhỏ đến lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến của đối phương, nhờ vậy mà không khí gia đình luôn tràn ngập sự ấm cúng và hòa thuận. Điều duy nhất là Kỷ Dậu cần phải quan tâm, đó là tình hình sức khỏe của mình trong tháng này do ảnh hưởng của Nguyệt Lâm Đất tác động, cho nên những vấn đề từ nhỏ như mất, ngủ ăn uống kém ngon lại khiến cho thể trạng của bạn sa sút nhanh chóng, bệnh cũng có thể tái phát nếu thời gian qua bạn đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến cho bạn phải trả giá. Ngoài ra thì hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở quý mệnh đi lại, làm việc phải thận trọng nhé, kẻo bị va quẹt bất ngờ, nhất là trong những ngày giữa năm này. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Sửu và Mùi, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là tím và hồng, con số phát lộc là 22 và 91. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.